台湾了。Quá đóng đi. Quá đỉnh luôn. Quá đỉnh quá đỉnh quá trời luôn. Ăn gì đó cũng y chang mà đúng như là xì kêu luôn. Quá đỉnh. Em bắt lấy hai, có hai con gà luôn. Đâu hai gà đâu? Hai gà bên kia. Hai gà bên kia. Gà sống hả? Đúng. Gà luộc. Gà luộc hả? Gà luộc, gà luộc. Dạo, lấy bông giùm cái dạo. Bông là chị. Bông. Dục lại đất thôi chị, rồi quét. Để lại đánh rồi quét. Lấy ra hai này là có cái dĩa khác. Có dĩa khác mà, lấy dĩa khác. Không, để cái này đi, lấy dĩa khác để bên đó. Anh là... Anh Vũ, anh có hai cái chậu hoa cúc. Để lên là chị Trang, để cái hoa này để không? Anh lấy cái keo hành thôi, keo hoa được. Cái cầm mình cái đâu? 4 con gà, 5 con gà. Cầm mình cái hả? À. Mấy con? 5 con gà. Chọn 5 mà phải 5 con chứ. Năm con gà. Đây anh Nguyễn Vũ ha, chị Hồng Loan đây cả nhà. À, có cúng 5 con gà. À, 5 con gà nho. Và bên kia thì có anh Hải ha, và đoàn ekip theo với lại ca sĩ Nguyễn Vũ với lại chị Hồng Loan. Còn mấy anh chị đó thì em không biết tên của chú chính chị. Cái này là cái gì đây? Cái gì đây? Đèn dầu. Đèn dầu. À, chị thay thế cái đèn nhỏ này nó sẽ đỡ gió hơn nè. Đây chị Hồng Loan, anh Nguyễn Vũ. Anh Nguyễn Vũ chính tay làm mấy cái đèn dầu của chúng chị. Có.
À cái đèn này cao ha, đẹp ha. Để dầu màu trắng lên sáng lung linh, đẹp lung linh luôn cô chú anh chị. Quá đẹp luôn. Ở đây có 5 con gà cả nhà, nên không có tiện quay cận của chúng tôi. Và thay thế hai cây đèn này thành hai cây đèn. Đèn rất là đẹp ha. cái phần họng đèn nó nhỏ cả nhà, đỡ phải gió nó thổi nó tắt. Đèn kia cái họng nó to quá. Sao không ai dám chĩa máy vô năm gà vậy ta? Trời đi dặn tiền, nó có dám chĩa vô nhiều. Cái gì hả? YouTube á, dạy cộng đồng quét gì quy tắc cộng đồng thì YouTube mà là không cho quay rồi cảnh cảnh quá. Giống như sát sinh vậy anh, à, hành hạ động vật được đó. Bây giờ mình lướt qua được. Anh Nguyên Vũ đang thắp hương. À, chị đang lấy đá ra nè cả nhà. Chị Hồng Loan đang xử lý, lấy đá ra hết luôn rồi cả nhà. Chị thay vào cái gì vậy? À, chị đang trồng vào cái cây mấy chị Nguyễn Thị Na thì phá quá. Nguyễn Thị Na, Nguyễn Văn Hưng. Dạ chào tim đỏ nha, dạ chào anh, dạ tim đỏ nha, dạ chào thằng Nguyễn nha.